Xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình sẽ giới thiệu một món, đó là món cơm nếp của người Thái ở đây các bạn nha. Và đối với người Thái ở đây thì đa số là toàn ăn cơm nếp các bạn, ít khi ăn cơm tẻ lắm. Còn những chi tiết để cách nấu mình sẽ làm về sau các bạn nhé, sẽ đi vào từng chi tiết một nha các bạn. Các bạn nha, ngâm gạo đây được ngâm cách đây của khoảng 3-4 tiếng rồi nha. Các bạn nha, trước khi nấu mình sẽ bắc cái miếng lên để cỡ khoảng một hồi sau cho nó nóng, bốc khói lên rồi mình mới bắt cái đồ cái hồng lên các bạn nhé. Quay khử này, mình sẽ bỏ thêm ít nước vào nữa các bạn nhé. Các bạn nha, mình sẽ mang gạo ra để vò này. Đấy các bạn nha, mình phải vò gạo này nặng hơn gần nhất nhận quay tâm này, quay để mỏ này, mình phải vò nha các bạn nha, vò đi xong mình đổ nó ra cái rổ này. Để mồ hôi cho nó ráo đi các bạn nha. Một xíu thôi. Tắt và bấm khưng nút quạt nút ký ở. Vào đây. Vào đây các bạn nha. Quay dần trên nến. Mình sẽ kiểm tra cái này đi các bạn nha. Nó có một cái ở đây là để chắn cho nó khỏi tụt cái gạo xuống dưới này. Xong mình sẽ đổ cái gạo vào trong cái này thôi, cái đồ này. Đây các bạn nha, gạo này. Máy một đây. Này gọi là đồ cơm các bạn nha, còn theo tiếng Thái gọi là nướng này, nướng khấu này, dịch ra tiếng Kinh thì cũng gọi là đồ cơm này. Đây, cầm đây. Đây mình sẽ bỏ cái nắp này vào này. Đấy, sau mình sẽ bắc lên đây, mình sẽ bắc lên trên bếp này. Đây các bạn nha, cửa khoảng một hồi sau thấy nó bốc khói lên trên miệng này, cỡ khoảng 13-15 phút gì đó thì nó chín các bạn nha. Các bạn nha, mình sẽ xuống đang xuống thăm cái bếp của mình này. Đây là một bữa cơm tôi nấu lần đầu tiên này. Tại vì cái việc nấu cơm nếp này của người Thái này thì mình cũng hầu như là không biết luôn. Hôm nay tôi phải hỏi bà chị dâu để nấu kiểu gì này. Vì cũng không có ở tiếp xúc với ở đây nữa cho nên là những cái việc này mình cũng không được làm. Với lại công việc này đa số là thuộc về đàn bà làm này. Đàn ông thì người ta cũng không có làm những cái việc phải nấu cơm này, nấu đồ 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 cơm này.
Đây các bạn nhá, cứ khoảng hơn 10 phút nữa là chín rồi. Các bạn nhá, cơm đã chín rồi này. Còn đây là một cái miếng gỗ thật to này. Đây là gọi là tiếng Thái gọi là pựn này, nhưng bây giờ họ sẽ lót một tấm bạt này lên này. Như ngày xưa thì họ sẽ đổ ra trực tiếp đây này các bạn. Đây. Để họ quạt cho cơm nó khô, hạt cơm này. Đây vậy thôi các bạn nhá. Như vậy là đủ ăn rồi. Tại vì cơm nếp thì nó cũng không cần phải ăn, nó rất là chất lượng, nó không có ăn nhiều như cơm tẻ đâu các bạn nhé. Cả nhà thì cũng chẳng ai ăn nhiều nên là cũng căn để nấu chừng này thôi các bạn nhé. Đây mình sẽ bật máy quạt lên này cho nó khô đi. Ngày xưa quạt tay nhưng hôm nay là có thêm cái quạt điện, nó tiện hơn. Các bạn nhá, ăn cơm nếp này. Cơm nếp thì phải nắm này. Đấy, của những người Thái ăn cơm là gọi là ăn cơm bốc đó các bạn. Đây, trong những bữa cơm thì có rau sống và ít cá sông, cá trắng này, cá súc, cá bắt ở dưới sông này. Với lại nồi canh tập tàng này, rau này rau tổng hợp này. Canh rất là ngon các bạn nhé. Đây các bạn ơi, trong nhà thì có anh chị với lại hai đứa cháu thôi, còn tôi nữa là người thứ năm này. Cơm này chừng này cũng đủ rồi các bạn nhé. Vì tôi thì cũng nói chung là cái nhà ai cũng ăn ít. Các bạn thấy không, mình cũng quay clip này trong đời thực của thực tế, trong đời sống của người Thái ở đây các bạn nhé. Đây ăn cơm nắm này, nhìn hạt cơm rất là ngon các bạn. Các bạn xem thấy hay thì đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Và các bạn đến đây mình cũng xin tắt máy quay, hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình và đừng quên nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.